bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai. Nam mô Đại Từ Đại Bi soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sáng vô thường, sớm khuya rơi rớt khô thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ ra. Mẹ hiền Quán Thế Âm, giờ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính hướng bái bạch trên chư tôn đức. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, đại diện các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền và trợ tổ quốc Việt Nam tại địa phương, kính thưa các bậc phụ huynh cùng các con hóa sinh yêu quý. Một sáng mùa hè đẹp biết bao, trên cành phượng đỏ gió lao sao, đưa bước chân em về tu học, trao dồi đạo đức thật thanh cao. Kính thưa quý liệt vị, hôm nay ngày 15 tháng 6 năm 2019, tức ngày 13 tháng 5 năm Đinh Dậu, trong không khí vui tươi nhộn nhịp của mùa hè đầy sôi động, chùa Thạch Cầu, xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định long trọng tổ chức lễ khai mạc khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên 3 ngày. Vào giờ này, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin phép được thông qua chương trình của buổi lễ như sau: 1. Niệm Phật cầu gia vị; 2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu tham dự; 3. Phát biểu khai mạc; 4. Đọc nội quy của khóa tu; 5. Phát biểu cảm tưởng của khóa sinh; 6. Phát biểu của đại diện chính quyền; 7. Đạo từ của chư tôn đức chứng minh; 8. Cảm tạ và hồi hướng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, trong giờ phút trang nghiêm, mười phương chư Phật cũng hiện tọa đạo tràng, hồn thiêng sông núi cũng hội tụ về đây. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng khởi thân đứng dậy trang nghiêm niệm Phật cầu gia vị. Rất bổ ích, rất thiết thực, và đặc biệt như hàng năm, ba
ban tổ chức có thiết lập lễ hội hoa đăng thắp sáng ngọn lửa yêu thương tri ân ông bà cha mẹ vào đêm cuối cùng của khóa tu, tức là ngày 17 tháng 6 dương lịch, để các bạn khóa sinh được bày tỏ tâm hiếu kính của mình dâng lên hai đấng sinh thành. Hy vọng tất cả những buổi giao lưu chia sẻ đó sẽ cho các em những kiến thức, những kinh nghiệm quý báu để làm hành trang cho các em vững chãi bước vào tương lai. Vào giờ này, ban tổ chức chúng con vô cùng vui mừng và xen lẫn xúc động được thành kính cung nghi chư tôn đức và nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu khách quý về tham dự trong buổi lễ hôm nay. Xin gửi tới quý vị lời chào mừng trân trọng nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này chúng con xin cung kính giới thiệu về phía giáo hội, chúng con xin cung kính giới thiệu có thượng tọa tiến sĩ Thích Thanh Đoàn, phó chủ tịch thường trực, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Phật giáo Việt Nam, về chứng minh buổi lễ hôm nay bên nghi đạo tràng nghiêm nghiêm cung đó. Về chứng minh buổi lễ của chúng con hôm nay có đại đức Thích Thanh Miền, ủy viên ban trị sự Phật giáo Việt Nam, huyện Nam Trực, bên nghi đạo tràng nghiêm nghiêm cung đó. Chứng minh buổi lễ của chúng con hôm nay có sư cụ Thích Đàm Thần, chủ trì chùa Thạch Cầu, trưởng ban tổ chức khóa tu, đến nghi đạo tràng nhiệt liệt cung đó. Ban tổ chức chúng con còn nhận thấy có các quý thầy ở trong huyện cũng về chứng minh và tham dự, chúng con đồng cung kính giới thiệu. Về phía chính quyền, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về tham dự buổi lễ hôm nay có ông Nguyễn Văn Cường, đảng ủy viên, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã Nam Tiến, đề nghị đạo tràng nhiệt liệt chào đón. Có ông Phú Mạnh Cường, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã Tân Trào, đề nghị đạo tràng nhiệt liệt chúc đón. Và ban tổ chức chúng tôi còn nhận thấy có các ông bà đại diện cho lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận xã Nam Tiến cùng các ban ngành đoàn thể trong xã và trong thôn cũng về tham dự, đề nghị đạo tràng nhiệt liệt chào đón. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý hiệp vị, hè về phượng thắm hàng cây, cổng trường khép lại, hôm nay đến chùa về đây chúc một khóa tu yêu thương kết nối tâm từ rộng sâu, về đây ta bắt nhịp cầu xây nền đạo đức kết giao bạn hiền. Vâng, khóa tu mùa hè là ô cửa thiện lành của mùa hè xanh tươi, được mở ra với mục đích xây dựng và kết nối truyền thống giữa con cái với cha mẹ trong gia đình, giữa người và người trong xã hội, tư vấn và tháo gỡ những vấn đề về tâm lý đạo đức trong đời sống cũng như tâm sinh lý cá nhân, để các bạn trẻ nhận chân được vấn đề một cách tự giác, giúp giới trẻ có điều kiện thực tập phương pháp đối diện chuyển hóa trước những khó khăn nghịch cảnh ở nhiều phương diện trong cuộc sống. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Vũ Mạnh Cường, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã Tân Trào, đồng trưởng ban tổ chức khóa tu lên tuyên đọc diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hiền đức, kính thưa các cấp các lãnh đạo chính quyền mặt trận địa phương, kính thưa ông Nguyễn Văn Cường, đảng ủy viên, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã Nam Tiến, kính thưa các vị khách quý, kính thưa chư vị khách quý, các bậc phụ huynh cùng các em khóa tu thân mến, nối tiếp thành công của những khóa tu mùa hè những năm trước, đồng thời để góp phần vào sự nghiệp chồng người và nuôi dưỡng tính thiện trong tâm hồn những chủ nhân tương lai của đất nước, nhằm mục đích giúp cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có hướng đi đúng trong bản thân và góp phần xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, tạo môi trường tu học rèn luyện đạo đức cho thanh niên. Ngoài những bài học về đạo làm người, các bạn trẻ còn có cơ hội tiếp nhận những giáo lý cơ bản của nhà Phật,
Mỗi bạn trẻ khi thấm nhuần đạo lý Phật giáo và sống theo lời Phật dạy sẽ là một người có đạo đức, biết sống trí tuệ, giàu lòng từ bi và sẵn lòng hy sinh vì lợi ích bản thân để phục sự cho xã hội, cho đất nước. Đó là mục đích cao cả nhất của khóa tu hướng đến. Nhân dịp nghỉ hè, chùa Thạch Cầu đã kết hợp với chính quyền và các ban ngành trong thôn Thạch Cầu tổ chức khóa tu học đạo đức dành cho thanh thiếu niên trong 3 ngày. Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 năm 2019, tức là ngày 13 đến ngày 15 âm lịch. Nội dung hoạt động mà khóa tu sẽ tham gia trong 3 ngày đó là tu học về đạo đức, học tập các nghi lễ Phật giáo, phương pháp thực tập phát triển tiềm năng tư duy và phương pháp quản trị đời mình. Qua tư tưởng đạo đức Phật giáo, tất cả đều hướng tới mục đích vận dụng tư tưởng đạo Phật, Phật giáo trong cuộc sống để hướng đến chân thiện mỹ. Mọi khóa sinh khi tham gia khóa tu đều phải tuân thủ tuyệt đối mọi quy luật, kỷ luật mà ban tổ chức đề ra. Mỗi khóa sinh sẽ là một nhân tố tạo nên sự thành công của khóa tu. Tuy nhiên, cơ sở vật chất nơi đây còn hạn chế, chưa đầy đủ, nhưng với lòng quyết tâm của nhà chùa cùng ban tổ chức vì tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ thân yêu, nên sau một thời gian ban tổ chức làm việc gật lực để chuẩn bị, đến ngày nay mọi việc đã được sắp xếp chu đáo. Các tiểu ban được phân công đều sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ mình được giao. Giờ phút này, thay mặt ban tổ chức, tôi chính thức tuyên bố khai mạc khóa tu mùa hè 3 ngày dành cho thanh thiếu niên chùa Thạch Cầu lần thứ 3 năm 2019. Chúc sư tôn đức và các quý vị đại biểu khách quý vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Chúc khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Câu lạc bộ Hương Từ Bi chùa Thạch Cầu cũng có tiết mục văn nghệ để chào mừng, và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các bạn đến từ câu lạc bộ Hương Từ Bi chùa Thạch Cầu. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các bạn ạ.
Xưa
trường tồn, Đức Phật cũng đã chế ra giới luật cho hàng Phật tử xuất gia và tại gia. Hôm nay để khóa tu được vận hành tốt và thành công tốt đẹp, ban tổ chức cũng lập ra nội quy của khóa tu. Sau đây xin mời một bạn, ở trong ban phụ trách lên đọc nội quy của khóa tu. Xin trân trọng kính mời bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu, quý Phật tử, các bạn tình nguyện viên và các bạn khóa sinh thân mến. Sau đây con xin đọc nội quy khóa tu mùa hè chùa Thạch Cầu năm 2019. Để đảm bảo cho việc tu học đạo đức dành cho thanh thiếu niên tại chùa Thạch Cầu trong 3 ngày đạt kết quả tốt, ban tổ chức yêu cầu các em về tham dự khóa tu phải nghiêm chỉnh chấp hành những nội quy sau. 1. Biết nghe lời quý thầy, các ông bà, cô chú trong ban tổ chức. 2. Luôn giữ thái độ hòa nhã, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ các bạn đồng tu. 3. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng phải nhẹ nhàng, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. 4. Tuyệt đối không được cãi nhau, lớn tiếng la hét, gây ồn ào, ai phạm vi sẽ bị ban tổ chức xử phạt. 5. Không sử dụng điện thoại di động, MP3, MP4 và các vật dụng điện tử khác. Cũng không mang theo tiền bạc và các vật dụng có giá trị. Nếu mang theo phải nộp về ban tổ chức, khi về ban tổ chức sẽ trao trả lại. 6. Giờ sinh hoạt phải đúng giờ quy định của ban tổ chức. Khi tập trung, tác phong phải nhanh nhẹ, không được đi trễ, chấp hành nghiêm chỉnh các thời khóa. 7. Nam nữ không được ngồi trò chuyện riêng, nếu có việc cần thì trao đổi thì phải xin phép ban tổ chức. 8. Buổi sáng, trưa sau khi ngủ dậy phải xếp chăn, màn, gối gọn gàng để ngay ngắn. 9. Khi tắm giặt vệ sinh cá nhân phải đúng nơi quy định, bên nam riêng, bên nữ riêng, phải giữ gìn vệ chung, tiết kiệm điện, nước. 10. Tuyệt đối không được ra ngoài khu vực chùa, nếu có việc cần thiết thì phải được sự cho phép của ban tổ chức. 11. Không tụ tập đánh bài hoặc các hành vi liên quan đến đánh bài. 12. Không ngắt ná, bẻ cành và xả rác bừa bãi. Ban tổ chức yêu cầu toàn thể khóa sinh chấp hành nghiêm chỉnh những quy định nêu trên. Nếu ai vi phạm, lần 1 nhắc nhở trước đại chúng, lần 2 xử lý theo quy định của ban tổ chức, lần 3 gọi phụ huynh đến và trả về gia đình. Khi khóa sinh tham gia khóa tu phải cam kết thực hiện nội quy trên. Con xin nhé. Xin cảm ơn con. Các bạn mong rằng các bạn khóa sinh chúng ta nghe rõ những nội quy và chấp hành tốt để cho khóa tu được thành công tốt đẹp. Vâng, và về tham dự buổi lễ khai mạc khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi vô cùng hân hoan được chào đón ông Vũ Văn Nam, thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nam Tiến. Mặc dù công việc rất bận nhưng đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ, ông đã cố gắng sắp xếp công việc và về tham dự trong chương trình hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu, chúng ta dành cho tay thật lớn để chào đón. Vâng, xin cảm ơn ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, tháng tư hạ chớm về rồi, xôn xao trong lá bồi hồi tiếng ve, em về tập vở nghiêng nghiêng, đến chùa tu học lắng nghe pháp lành. Mùa hè xanh mang trong mình những khát khao cháy bỏng, hôm nay tất cả chúng con được về đây dưới mái chùa Thạch Cầu thân yêu, cùng nhau tu học vui chơi, cùng nghe những bài giảng về đạo đức, về công ơn sinh thành của cha mẹ. Tất cả những hoạt động đó sẽ kết thành chất liệu nuôi dưỡng tâm hồn non trẻ của chúng con, hướng đến hoàn thiện nhân cách trong tương lai. Và mai ngày bước đi trên mọi nẻo đường, chúng con có được những bước đi vững chãi và thành đạt trong cuộc sống, một phần cũng chính là nhờ chất liệu ngày hôm nay mà ban tổ chức khóa tu mùa hè đã trao cho chúng con. Trong giờ phút này, xin phép cho chúng con được dâng lên đôi lời cảm tưởng. Xin mời một bạn đại diện cho tất cả các bạn khóa sinh lên dâng lời cảm tưởng. Xin mời bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa ban tổ chức, quý vị đại biểu khách quý, các bậc phụ huynh và các bạn khóa sinh thân mến. Trong niềm hân hoan của lễ khai mạc khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên chùa Thạch Cầu, con xin phép đại diện cho các bạn khóa sinh được nói lên cảm tưởng của mình. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, tiếng ve ngân vọng khúc ca, phượng hồng rực lửa chia xa bạn bè, tháng tư đã chớm sang hè, khơi nguồn đạo đức con về chùa tu. Khi tiếng ve lân lan trên những vòm lá, những chùm hoa phượng rực lửa
mái trường, mùa của sự nghỉ ngơi sau một năm đầy vất vả. Sau khi tạm gác nhiệm vụ học tập lại, kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian để có thể thư giãn, xả stress, và chắc chắn mỗi bạn sẽ có những sự lựa chọn riêng cho kỳ nghỉ hè của mình, như đi du lịch cùng bố mẹ, về quê thăm ông bà, phụ giúp bố mẹ công việc nhà, tham gia vào những chương trình mùa hè xanh, các chương trình thiện nguyện. Nhưng không phải ai cũng biết tận dụng kỳ nghỉ hè để làm được một việc gì đó có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Có những bạn đắm chìm trong thế giới ảo internet, hay tốn thời gian xem những bộ phim, đọc những cuốn truyện nhảm nhí, tụ tập bạn bè với những trò chơi vô bổ. Vượt lên trên tất cả những điều đó, hôm nay chúng con có mặt ở nơi đây lựa chọn cho mình một kỳ nghỉ hè thực sự có ý nghĩa, với những hoạt động bổ ích, vừa tô bồi đạo đức, vừa rèn luyện nhân cách và những kỹ năng sống. Nơi đây chúng con sẽ được thổi vào tâm hồn những làn gió mát về đạo lý, về lòng từ bi, về chữ hiếu, về cội nguồn tâm linh của dân tộc, để chúng con trưởng thành hơn, biết tha thứ, biết quan tâm, biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết bao dung và biết cảm thông, biết hiếu kính ông bà cha mẹ, và đặc biệt là biết yêu thương nhau trong cuộc sống. Những chất liệu đó sẽ là những hành trang vô giá để chúng con vững vàng tiến bước vào tương lai. Thật hạnh phúc cho chúng con là những thế hệ kế thừa tương lai của đất nước luôn được sự quan tâm giáo dục của cha mẹ, thầy cô và xã hội. Hôm nay chúng con lại được sự quan tâm của quý thầy và của ban tổ chức đã mở ra khóa tu mùa hè ngày dành cho chúng con. Theo như thông báo của ban tổ chức là khi vào môi trường tụ tập này, chúng con sẽ không được sử dụng điện thoại, máy nghe nhạc, máy vi tính, không mang theo bất cứ thứ gì có giá trị như tiền bạc, vân vân. Cuộc sống thật giản dị, nhưng bù lại chắc chắn chúng con sẽ góp nhặt được những giá trị tinh thần còn cao quý hơn rất nhiều. Vì thế, đây sẽ là môi trường lý tưởng để chúng con có những trải nghiệm lý thú. Chúng con sẽ tập làm quen với cuộc sống xa bố mẹ, phải sống tự lập và có trách nhiệm với bản thân hơn. Nơi đây chính là môi trường tụ tập rèn luyện, chắp cho chúng con đôi cánh đạo đức, trí thức để sau này dù bước đi trên mọi nẻo đường, mỗi chúng con sẽ là những bông hoa thơm ngát để tô điểm cho đời. Chúng con không biết dùng ngôn ngữ nào để thể hiện hết tấm lòng tri ân của chúng con đối với các quý thầy và ban tổ chức. Chúng con hứa trong khóa tu này sẽ cố gắng tuân thủ mọi nội quy mà ban tổ chức đã đề ra và sẽ siêng năng học hỏi, tiếp thu những gì hay đẹp nhất để làm hành trang cho hôm nay và ngày mai. Trước khi dứt lời, con xin kính chúc chư tôn đức cùng quý vị tiền vị an vui hạnh phúc, vô lượng cát tường. Nam mô Nỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin cảm ơn con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý niệm vị, đẹp đạo đẹp đời tay nắm tay, tô bồi đạo đức đẹp mỗi ngày, đạo tô điểm đời thêm sáng mái, đạo đời bát ngát tỏa hương bay. Bác Hồ kính yêu đã từng nói, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, cho nên vun mùa bồi đạo đức hoàn thiện nhân cách cho thế hệ trẻ để tiến đến phát triển đất nước ngày một vững mạnh, phồn thịnh, văn minh. Đó cũng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Với tinh thần đó, thầy chủ trì cùng chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể đã tổ chức ra khóa tu này cho các em thanh thiếu niên tu học. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Vũ Văn Nam, thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Tiến có đôi lời phát biểu trong buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa sư thầy Mạc Tư, Phường Thạch Cầu. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Cường, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân xã. Kính thưa các tăng ni Phật tử, các cháu thanh thiếu niên Phường Thạch Cầu nói chung và trên địa bàn xã Nam Tiến nói riêng. Hôm nay chùa Thạch Cầu và hội lương từ bi hội Thạch Cầu tổ chức long trọng lễ khóa tu hè năm 2019. Căn cứ vào tờ trình của nhà chùa được ủy đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc nhất trí cho nhà chùa Thạch Cầu hôm nay tổ chức lễ khóa tu hè cho các cháu thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã Nam Tiến.
thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xin chân thành cảm ơn nhà chùa chủ trì Phật tử cầu và ban tổ chức đã tổ chức một lớp khóa tu dành cho các cháu sau khi một thời gian nghỉ hè. Kính thưa các quý vị đại biểu, các cháu học ở trường được các thầy cô giáo học chữ về đây hôm nay nhà chùa chúng ta học dạy các cháu để làm người trong thế hệ trẻ tương lai của đất nước. Như bác nói, thế hệ một người năm trồng cây và một năm trồng người, dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng, các cháu phải biết vâng lời cha mẹ, học phải có kiến thức để phục vụ cho đất nước, phục vụ cho gia đình và làm kinh tế giỏi. Rất vinh dự cho quê hương Lam Tiến nói chung và chùa Thạch Cầu trong nhiều năm nay đã tổ chức các khóa tu để rèn luyện các cháu biết vâng lời cha mẹ và có cái tâm, cái đức của mình để sống ra xã hội. Nên được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và hôm nay cũng rất phấn khởi sự hiện diện của các quý vị tăng ni Phật tử của chùa Thạch Cầu và quý vị khách thập phương. Báo cáo với quý vị đại biểu hôm nay cũng rất vinh dự, người con quê hương của Hà Nội hôm nay đại diện hai vị đại biểu là Vũ Văn Tiết là hội trưởng của Hội đồng hương tại Hà Nội ở Thạch Cầu hôm nay cũng về dự cái khóa tu này, và anh Vũ Văn Hưng là thay mặt cho kế toán của hội ở Hà Nội và quê hương con em ở Thạch Cầu đang sinh hoạt sinh sống ở Hà Nội cũng về dự cái khóa tu này. Trước hết là xin chân thành cảm ơn các ông trong một thời gian ngắn nhưng mà các ông đã nắm được cái nội dung mà nhà chùa tổ chức khóa tu này, mục đích chính là rèn luyện giáo dục cho các cháu của thế hệ trẻ tương lai của đất nước biết cái tâm cái đức và biết làm người để phục vụ cho trước hết là gia đình và xã hội. Là một lần nữa là thay mặt các thường trực Đảng, thường trực Hội đồng dân, Ủy ban dân xin kính chúc các quý vị đại biểu, các tăng ni Phật tử và chúc ban tổ chức và Hội Lương Từ Bi Thuận Thạch Cầu tổ chức lớp khóa tu năm 2019 thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Lời phát biểu của ông đã làm tỏa sáng thêm phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa, xã hội. Một lần nữa xin kính chúc ông dồi dào sức khỏe để phục vụ tổ quốc, phục vụ quê hương, phấn đấu thành công sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Xin trân trọng cảm ơn ông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý liệt vị, nhân gian mát bóng Bồ Đề, mười phương chung một bến quê thanh bình, lắng nghe thường lạc tròn sinh, lắng nghe ngã tịnh chính bình huy nga. Trong khóa tu này, chúng con vô cùng xúc động được cung đón Chư Tôn Đức. Mặc dù Phật sự đa đoan, nhưng quý Ngài đã đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ chúng con, mà bất từ lang nguyện chấn tích quang lâm về chứng minh cho buổi lễ của chúng con hôm nay. Và giờ này, đạo tràng chúng con xin trang nghiêm ba nghiệp thân khẩu ý để đón nghe những lời pháp nhu của quý Ngài. Chúng con thành tâm đê đầu bái thỉnh. Thượng tọa Tiến sĩ Thích Thanh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Phật giáo Việt Nam, có sách tấn và ban lời đạo từ cho chúng con trong buổi lễ hôm nay. Chúng con thành tâm đê đầu bái thỉnh Thượng tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Sư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các xã dịch vụ nông nghiệp và các ban ngành đoàn thể của xã Nam Tiến. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các em có mặt trong khóa tu mùa hè chùa Thạch Cầu năm 2019 hôm nay. Lời đầu tiên, Thầy xin phép được kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni, các vị đại biểu khách quý,
đang hiện diện tại lễ đài khóa tu mùa hè chùa Thầy Cầu hôm nay là thân tâm thường làm Phật sự viên thành. Chúc các vị đại biểu, đại diện lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể có nhiều sức khỏe để làm trọn nhiệm vụ mà đảng nhà nước giao phó. Đồng thời kính chúc các bậc phụ huynh học sinh và các em học sinh có mặt trong khóa tu hôm nay thân khỏe, tâm an, trí sáng, vui vẻ, an lành và thu được rất nhiều kết quả tốt đẹp trong cái khóa tu mùa hè chùa Thầy Cầu 2019. A Di Đà Phật. Trước hết thì thay lời chư tôn đức về chứng minh và tham dự buổi lễ khai mạc khóa tu mùa hè, xin được tán thán công đức đối với lại sư phụ chủ trì và ban trị sự Phật giáo huyện Nam Trực đã bằng tâm lực trí lực với cái tâm huyết muốn là thế hệ tương lai của đất nước có nhiều cái đạo hạnh trang nghiêm, tâm an trí sáng, mà đã đem cái tâm nguyện của mình để tổ chức khóa tu mùa hè hàng năm. Theo tôi được biết là rất nhiều năm qua và năm nay thì cũng như thế, có thể nói rằng là tổ chức quy mô tốt hơn. Xin được tán thán công đức của sư phụ và các sư trong ban tổ chức đã nhiệt tâm làm điều này. Và điều thứ hai nữa là cũng xin được cảm ơn lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành toàn thể của xã Nam Tiến, thôn Thạch Cầu cũng đồng thuận với lại chư tôn đức trong ban trị sự Phật giáo huyện chủ trì chùa Thạch Cầu mà ra tâm góp sức để tổ chức khóa tu, đồng thuận với lại giáo hội tổ chức các khóa tu mùa hè, giúp cho các em có một kỳ nghỉ hè bổ ích và lý thú, tham dự các cái chương trình của giáo hội và đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng học tập tư tưởng đạo lý từ bi là một cái suối nguồn yêu thương vô tận, để hy vọng rằng cái suối nguồn từ bi này nó sẽ chảy mãi trong cuộc sống của các em và làm cho dân tộc của chúng ta an lành hơn, đất nước phát triển hơn. Xin cảm ơn các quý vị. Đối với các em tu sinh, thầy có đôi lời với các em trong khóa tu mùa hè. Các em có muốn nghe không? Thế thì điều đầu tiên ấy, là thầy muốn các em đồng thuận với thầy cái khái niệm cơ bản này trước nhé. Bây giờ chúng ta hãy thẳng lưng lên nào. Các em ngồi thẳng lưng lên. Con người cũng thế, cái xương sống cực kỳ quan trọng, nó phải thẳng. Bởi vậy cho nên là bất cứ ở đâu, làm việc gì, đi đứng nằm ngồi, Phật gọi là hành trụ tọa ngoại, phải trang nghiêm các bạn ạ. Muốn thành tựu được phải trang nghiêm đấy. Lúc nãy các bạn ngồi ngả ngồi nghiêng hội trường có vẻ là không được trang nghiêm lắm, nhưng mà thầy đề nghị các bạn hợp tác với thầy để cho đạo tràng trang nghiêm, để cho cái khóa tu của các bạn chỉ có 3 ngày thôi phải không, nó được tốt. Các bạn trang nghiêm thẳng lưng, đạo tràng đã trang nghiêm rồi, nhìn rất đẹp, rất đẹp. Tại sao thầy muốn các bạn phải thẳng lưng? Bởi vì là đây là một cái phương pháp mà trong Phật giáo gọi là thiền. Ngồi thiền thì cái tư thế đầu tiên phải thẳng lưng trước, lưng phải thẳng trước. Lưng thẳng giúp chúng ta có thể ngồi được lâu hơn mà không bị gì, bị mỏi. Lưng thẳng giúp các kinh mạch lạc huyệt ở phía sau ấy, và đặc biệt là từ đỉnh đầu của huyệt bạch hội xuống đến tận huyệt dụng tuyền ở gan bàn chân được đả thông kinh mạch. Cái đường kim nó thẳng ấy, thì nó không bị tắc khi mà chúng ta ngồi mà ở cái tư thế như này, cái lưng bình thường như này nhá, thẳng như này, thẳng thế thẳng không các bạn? Thì các cái mạch máu ấy, nó bị chèn thì nó không dẫn máu lên lưu thông lên trên đỉnh đầu rồi về thận được, thành ra nó mỏi. Còn các bạn ngồi một lúc ấy, nó sẽ khó chịu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và về tham dự trong đại lễ khai mạc hôm nay.
đại diện chư tôn đức cũng như là các ban ngành đoàn thể đại diện cho các cấp lãnh đạo cũng dành tình cảm đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ, về không những về tham dự mà còn có quà để ủng hộ cho các con, cũng như là một lời động viên cho các con tu học tinh tấn trong 3 ngày. Sau đây xin trân trọng kính mời đại diện cho lãnh đạo địa phương, ông Vũ Văn Nam, thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, đại diện cho các ban ngành đoàn thể trong xã, trong thôn cũng có món quà để ủng hộ cho các con tu tập trong 3 ngày. Xin trân trọng kính mời ông. Và chúng con xin cung thỉnh cụ chủ trì để lên nhận quà. Kính thưa ban tổ chức khóa tu thể năm 2019, thay mặt đồng chí lãnh đạo chủ tịch đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân, ban quản trị hợp tác xã nông nghiệp Tân Trào, đồng chí bí thư trưởng xóm của đơn vị tỉnh cầu cũng có chút trà nước để phục vụ các cháu các khóa tu hè năm 2019 đạt kết quả tốt đẹp. Xin gửi tới ban tổ chức để phục vụ các cháu trong 3 ngày khóa tu. Xin chân thành cảm ơn. Ông Đạo Phật xin trân trọng cảm ơn ông cùng các ban ngành đoàn thể trong xã, trong thôn. Kính chúc các ông bà sức khỏe thật tốt và công tác tốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo chương trình, để khép lại chương trình lễ khai mạc hôm nay, chúng ta cùng đến với điệu nhảy của các bạn đến từ câu lạc bộ Hương Từ Bi chùa Thạch Cầu. Vâng, xin mời các bạn, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các bạn ra sân khấu. Thank you.
Bộ Hương Từ Bi Chùa Thạch Cầu. Và xin cảm ơn các bạn đã có những tiết mục văn nghệ rất tuyệt vời để chào mừng lễ khai mạc giáo dục mùa hè năm nay. Và bây giờ sẽ là một phần quà nhỏ cho hai bạn có những hoạt động xuất sắc trong câu lạc bộ Hương Từ Bi thời gian vừa qua. Vâng, và xin mời bạn Cảnh trong câu lạc bộ Hương Từ Bi và bạn Tài ạ. Xin mời hai bạn ra sân khấu. Xuất sắc của câu lạc bộ Hương Từ Bi trong thời gian qua, hoạt động xuất sắc. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để tặng cho các bạn. Và đây là phần quà. Đây là phần quà yêu thương sẽ trao cho các con. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thích Thanh Việt, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo huyện Nam Trực lên trao quà cho các con ở trong câu lạc bộ có thành tích xuất sắc. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức ạ. Vâng, và đây là phần quà yêu thương dành cho các con. Và chúc các con luôn chăm ngoan học giỏi và học thật tốt, thật chăm ngoan. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa ạ. Đây là phần chúng con thành kính tri ân công đức của Đại Đức và xin cảm ơn các con. Phật kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, buổi lễ khai mạc khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên tại chùa Thạch Cầu đã thành tựu viên mãn. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính đỉnh lễ tri ân sự hiện diện chứng minh của chư tôn đức quý ngài đã không quản đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan, quang lâm về chứng minh cho buổi lễ của chúng con hôm nay. Sự hiện diện của quý ngài là hiện thân của tinh thần từ bi và trí tuệ. Xin kính chúc quý ngài bồ đề quả mãn, Phật sự viên thành. Chúng tôi xin bày tỏ niềm tri ân đối với các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ và về tham dự trong buổi lễ hôm nay. Xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe để phục vụ Tổ quốc, phấn đấu thành công sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Và chân thành ghi nhận sự ủng hộ, sự công đức của những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân, của các bậc phụ huynh, của quý Phật tử cùng toàn thể nhân dân đã cùng hướng về, chung lòng chung sức để cùng chúng tôi tạo nên thành công cho khóa tu ngày hôm nay. Mặc dù ban tổ chức chúng con đã cố gắng hết sức, tuy nhiên không sao tránh khỏi những thiếu sót trong lúc cung đón quý ngài và cung linh quý liệt vị. Ngưỡng mong quý ngài và quý vị niệm tình hoan hỉ cầu nguyện cho pháp giới chúng sinh đều sống an lành trong ánh tử quang của mười phương chư Phật. Và vào giờ này, lễ khai mạc khóa tu mùa hè đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức cùng quý vị đại biểu khách quý và toàn thể các bạn khóa sinh, các bậc phụ huynh đứng dậy trang nghiêm làm lễ hồi hướng. Và phòng khách để ban tổ chức chúng tôi được trang trọng đón tiếp. Và xin mời các bạn học sinh các bạn.